Xin chào tất cả các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2023. Mình sẽ hướng dẫn các bạn về chủ đề Giáng sinh. Ở trong bài vẽ trước thì mình đã vẽ về cây thông Noel, như là các con gấu, các đồ vật ở trong chủ đề Giáng sinh. Bây giờ mình sẽ tiếp tục về một bức tranh khác. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một khung hình. Dễ đi giật nữa. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ vẽ về ông già Noel. Đầu tiên mình sẽ vẽ về cái mũ của ông già Noel.
Ở đây mình sẽ vẽ cái mũ của ông Già Noel. Đây mình sẽ vẽ phần trên của mũ.
Chị tiêu lại đây. Không. Nhâm mới muốn mà có hả nha. Đây mình sẽ mẹ râu của ông Gia Noel. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2023. Hôm nay chúng ta sẽ đến chủ đề hướng dẫn câu hỏi. Tôi bây giờ chưa tiếp anh đã cùng 23. Vậy sao? Hôm nay là một ngày đẹp. Ủa?
Đây mình sẽ vẽ khuôn mặt. Hai con mắt. À, ở đây đó, bù râu. Ở đây mình sẽ vẽ cái miệng.
đây mình sẽ vẽ trong phía trống của đôi mắt. Tiếp theo mình sẽ vẽ cánh tay. Đây mình sẽ vẽ bàn tay.
Đây mình sẽ vẽ cạnh tay con lại. Không lại vậy sao? Không vậy sao? Thank you.
hơi bấm lụt ấy. Sẽ ai còn trong ngõ hơn đó. Ghê gì sợ. Chắc phải đi ngủ. Ồ, thì nhưng chị nói là em nhìn ra anh chọi vô cái mắt em. Anh chọi vô cái mắt em. Chắc là ảnh sáng của Đạo. Ghê chị nhìn ra đi. Đây mình sẽ về cái áo.
mình sẽ vẽ phần dưới. Đây mình sẽ vẽ cái khuôn của ống dẫn rồi em.
Hãy
Hãy
Bây giờ mình sẽ tô ngôn ngữ. Đây mình sẽ tô ông già Noel. Đầu tiên mình sẽ tô mũi.
giờ mình sẽ tụ bộ quần áo và bao tay. Hãy
Màu gì? Để em chia sẻ câu chuyện hoàn cảnh. Thank you.
Đấy, mình sẽ tổ hai cung bắc. Đây mình sẽ tô thắt lưng. Ở đây chúng ta sẽ đổi như thế này, nó gõ một sợi ta là bao nhiêu chữ.
giờ mình sẽ tô nến màu xanh lá. Đây mình sẽ cố hoàn thiện rồi mỗi đây. Thank you.
Đây mình sẽ tô bờ râu màu trắng. Và về đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.